Hey everyone, I'm about to board a Vietnam Airlines flight from Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, to Hanoi. Today's date is Monday, March 25th, 2024. The time is 10:45 a.m. Looks like we're about to get onto a bus to the aircraft. Bus is gonna fill up for sure. They may have to run two buses. Let's see how packed they how much they pack this bus before leaving. Fit any more people, comfortably at least. This bus is not that comfortable either, no air conditioning.
that's our plane. Hello. Okay, here we go. Xin chào, hello. All right. Wow, I'm on the first one on the plane. Hello, xin chào. Good amount of leg room here. Unfortunately, I think we're gonna get a scratch window unless I use this one. Từ quý khách hãng hàng không quốc gia Việt Nam, xin kính chào quý khách. Dear passenger, welcome aboard Vietnam Airlines. Thưa quý khách, thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, Thưa trưởng Lê Kế Khánh Châu, tiếp viên trưởng Thanh Hằng và phi hành đoàn, xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus 321, chuyến bay mang số hiệu VN7120, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi thủ đô Hà Nội. Thời gian bay đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, dự định là 1:50 bay. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tươi đẹp. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, the member of SkyTeam Alliance, Captain Lê Kế Khánh Châu, Purser Thanh Hằng, and crew member Phúc Lai Chua, Campia Bros, Arabic 321 aircraft, flight number VN7120, from Ho Chi Minh City to Hanoi. Our estimated flying time to Nội Bài International Airport, Hanoi, is 1:50. Thank you and enjoy the flight. Thưa quý khách, xin quý khách vui lòng dành chút thời gian để theo dõi cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Ladies and gentlemen, may have your attention for a few minutes to watch the safety demonstration. Thank you.
position. Your seatbelt is fastened. Your window shield is open. Your screen tables, monitor, and your personal items are stored. Thank you.
have a fan, so yeah, in the back. Okay. Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
hoặc ứng dụng của Vietnam Airlines để đặt mua sản phẩm du lịch trên chuyến bay. Trên chuyến bay có những phục vụ chương trình giải trí không dây, quý khách sử dụng các thiết bị điện tử, chế độ máy bay và tai nghe cá nhân để trải nghiệm dịch vụ. Sau đây chúng ta sẽ phục vụ quý khách bữa trưa. Tiếp viên chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
the dry side, but there's some good green carrots in there too, mushroom, celery. Thank you.
international airport. But yesterday is 20 bus or PM. The weather at other city now is slightly like temperature about 29 degrees Celsius. After landing, it takes approximately 10 minutes to taxi right for terminal. And we hope you enjoy the flight. Thank you.
động, nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C. Có xếp nhân lý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn tiền hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Hành khách sử dụng dây an toàn cho em bé vừa lòng để lại tại ghế ngồi và gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Lê Kế, Khánh Châu, tiếp viên trưởng Minh Hằng và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Dear passenger, welcome to Nội Bài International Airport Hanoi. It's now traveling back 1 p.m. The outside temperature is 31 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops and the person seatbelt sign has been turned off. Take care of your belongings and ensure content do not fall out when opening the overhead luggage. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please leave the infant seatbelt at your seat or return to cabin crew. On behalf of Vietnam Airlines, the member of SkyTeam Malaya, Captain Lee Kee Khánh Châu, personnel in hand and crew members, I'd like to say goodbye to you. We look forward to meeting you again soon. Thank you. Goodbye. Yeah.